chúng ta được dạy để làm những cái điều có lợi cho những cái người giàu trong xã hội hiện nay chúng ta được dạy để làm những điều có lợi cho các nhóm lợi ích và chúng ta được dạy sai để làm những điều mà chúng ta dễ dàng trong cái câu chuyện sẵn sàng chấp nhận để đem những cái nguồn thu nhập tích lũy của mình đem cho người khác một cách vui vẻ chắc chắn rồi khi nghe tới cái tựa đề tức là giải một cái bài toán tìm cái giải pháp để tất cả chúng ta đều có đời đề thể đầu tư bền vững và có một cái nguồn thu nhập tốt trong tương lai nhờ vào cái đồng tiền của mình thì anh chị và các bạn sẽ trả lời ngay rằng là không có giải pháp nào cả hoặc là anh chị và các bạn sẽ nói rằng đó là một bài toán không thể giải được thực tế mà nói chúng ta được dạy sai nên thành thử chúng ta đưa ra những cái cảm nhận và đưa ra cái cách tiếp cận với mọi vấn đề trong cuộc sống của chúng ta thường là theo một cái hướng nào đó nó sẽ hơi sai lệch. Trong tựa đề video ngày hôm nay thì chúng tôi đang tìm một cái giải pháp, đang cố gắng một tìm một cái giải pháp nào đó để chúng ta những người không chuyên trong lĩnh vực đầu tư cũng có thể giải ngân và gọi là nuôi dạy cái đồng tiền của mình ngày càng tốt hơn, ngày càng có thể đem lại cái hiệu ích và lợi ích của chúng ta lâu dài, bền vững nhưng lại ít rủi ro. Vậy thì tại sao Thắng ơi lại ngồi ở một cái khung cảnh ở đồng quê Một cái cánh đồng ở quê Thắng hiện nay đang trong cái mùa Gọi là mùa lúa chuẩn bị là bước sang giai đoạn là chuẩn bị lúa chín Thành quả lao động của người nông dân thì sắp tới sẽ được gặt Trong một khoảng thời gian chắc không lâu lắm đâu Nếu như Thắng còn ở nhà thì Thắng sẽ có thể sẽ ra đầu cánh đồng ở đây Để quay với anh chị và các bạn về cái khoảng thời gian mà cánh đồng lúa chín chín vàng Hiện nay thì ở cái khung cảnh này thì khá là thơm mùi lúa đang trổ bông Một vài ruộng ở bên cạnh này thì nó đang trổ đồng đồng Và nó đang chưa thực sự là cúi đầu thì Điều đầu tiên chúng tôi muốn nói với anh chị và các bạn Đó chính là câu chuyện Tất cả mọi cái bài toán trên trái đất này đều có thể giải được Có thể có những bài toán nó sẽ là cho một kết quả chính xác Nhưng có những bài toán sẽ được giải và cho kết quả gần đúng như việc anh chị và các bạn đã học trong toán học thì chúng ta biết được rằng là có rất nhiều những bài toán đa biến hoặc là rất rất nhiều biến thì chúng ta buộc phải giả thuyết một trong số những biến ở đó cố định rồi sau đó ta giải cái biến kia và sau đó ta quay trở ngược lại dùng cái phép thử để làm câu chuyện đó để đưa ra được cái kết quả gần đúng và nếu như tốt nhất là đưa ra được một kết quả đúng nhờ vào cái câu chuyện tức là ta ấn định một vài biến nào đó thì trong câu chuyện kinh tế nó cũng không khác mấy với cái bài toán giải một cái hàm đa biến Nó gọi là những bài toán bài toán lớn, những bài toán khó giải Hay được gọi là những cái bài toán mà không phải là dễ dàng để có thể giải được Đặc biệt trong kinh tế thì chúng ta nên nhớ một điều rằng là Chúng ta là một môn, môn kinh tế học là một trong những cái môn được gọi là là môn xã hội Và nó không được gọi là môn khoa học tự nhiên Lý do là bởi vì nó nó hàm chứa rất là nhiều biến số trong các cái câu chuyện của chúng ta trong quá trình tham gia kinh doanh và đầu tư Và đặc biệt như trong video ngày hôm qua ở phần 1 chúng tôi đã nói với chị và các bạn rằng Chúng ta thông thường thì những cái hoạt động thông thường trong kinh doanh thì chúng ta đều hoàn toàn có thể một cách nào đó chúng ta có thể cố gắng chăm chỉ chăm chỉ chăm chỉ và nó đem đến thành công nhưng trong hoạt động đầu tư thì nó là câu chuyện giữa việc là chúng ta phải đưa ra những quyết định trong một cái trạng thái không có gì chắc chắn phần lớn chúng ta đưa ra quyết định trong một cái trạng thái tức là tỷ lệ rủi ro và nó có tính xác suất do đó thì chúng ta thường hay gặp những cái tình trạng tức là chúng ta sẽ đưa ra những quyết định sai trong lúc mà trạng thái cảm xúc của chúng ta không tốt bất ổn hoặc là chúng ta được tiếp cận với cái chủ đề cái vấn đề nó sai lệch. Có thể hơi lan man một chút trong buổi đầu của video nhưng anh chị và các bạn hãy cố gắng nghe và cố gắng hiểu những ý thắng muốn chia sẻ và trao đổi với anh chị các bạn. Trước khi đi vào trao đổi về chia sẻ những cái ý cụ thể về cái giải pháp nào, bài toán nào cho cái việc là tất cả chúng ta những người đầu tư không chuyên là nông dân, công nhân, bác sĩ, y sĩ hay là bất kỳ một người nào đấy trong xã hội có một chút tiền tiết kiệm, có một cái thằng 2 tỷ giống như Thắng đã từng ví dụ bên chữ các bạn trong những video trước thì chúng ta có thể điều khiển nó để bắt thằng 2 tỷ làm việc và không làm cho thằng 2 tỷ quá mệt hoặc là không làm cho thằng 2 tỷ bị gọi là bị một cái vấn đề gì đó, ăn phải thuốc độc hay là ăn phải một cái một cái 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 cái, 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 cái thứ gì đó làm cho nó chết đi hoặc mất đi, mất đi số tiền của chúng ta đầu tiên chúng tôi tiếp cận với cái kinh tế và cuộc sống trước đây thì chúng tôi kênh này là kênh tự doanh chứng khoán tức là lĩnh vực này là lĩnh vực thắng mở ra cái kênh để có thể tìm kiếm và tìm những người đồng hành trong cái lĩnh vực đầu tư chứng khoán là bởi vì lĩnh vực đầu tư chứng khoán thì khá là ít hiện nay tại Việt Nam thì số lượng người tham gia không nhiều nên thắng mở ra kênh tự doanh chứng khoán trên YouTube và trên Facebook là để mục đích là để tìm kiếm những người đồng hành những người cũng là cùng cái 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 mục tiêu cái đích đến của mình để tìm các giải pháp học hỏi chia sẻ lẫn nhau để chúng ta có thể tìm ra một cái phương pháp nào đó sau đó thì khi kênh phát triển rộng hơn và lớn mạnh hơn thì thắng cá nhân hóa cái 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 kênh và chuyển nó từ tự doanh chứng khoán thành thắng OTV à, khi mà chuyển thành thắng OTV thì có lẽ rằng là kênh nó đậm đậm chất cá nhân và đậm cái màu gọi là ngang tàng hoặc là khá là 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 là, là, là cái tôi cá nhân của thắng rất là lớn thắng là một trong những người gọi là cua bò đường nhựa trên lĩnh vực tài chính và nói những điều làm những điều mà ít người dám nói ít người dám làm sau này thì khi nhận ra rằng là những thứ đó nó thực sự chỉ đem lại và khẳng định cái tôi cá nhân của thắng làm cho thắng có vẻ là là, là 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 nổi tiếng một chút trước cộng đồng và có phần nào đó là thể hiện cái cái khả năng cái năng lực của thắng thôi nhưng thực tế nó không đem lại và nó không giúp ích gì nhiều cho mọi người giống như cái tôn chỉ ban đầu của thắng khi mở ra cái kênh tự doanh chứng khoán à, cũng như là thắng ơi TV. đích đến cuối cùng của thắng là điểm đầu tiên Điểm đầu tiên đó là nói ra và chia sẻ ra những thứ người ta không dám nói Để mong rằng là tránh đi những cái rủi ro mà những người trẻ Những người ngoài lĩnh vực đầu tư tài chính, đầu tư bất động sản hay là cái lĩnh vực đầu tư Và những người không chuyên đừng bị dính vào, đi đúng vào cái vết xe đổ của Thắng Trong những đoạn mà Thắng chập chững bước vào cái lĩnh vực này Từ một chiến sĩ ngành lực lượng vũ trang, từ một chiến sĩ ngành công an bước ra ngoài đời coi mọi thứ trong đầu tư kinh doanh là màu hồng và đã phải trả giá rất nhiều rất rất nhiều trong cái lĩnh vực này để trước khi là có được những cái thành công nho nhỏ tuy vậy thì thắng mong rằng là những chia sẻ của mình những lời nói những chia sẻ những cảm nhận những gọi là những cái trong những trong tâm mình nói ra những hiểu biết của mình không hề giấu bất kỳ một vấn đề gì chỉ mong một điều rằng là những người đi sau mình tránh được những điều những cái 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 xấu tránh được những cái vết xe xấu mà thắng đã từng phải 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 lún vào để rồi chúng ta có cách tiếp cận với vấn đề nó đúng hơn nó trúng hơn và từ đó thì thắng mới suy nghĩ rằng có một ngày thắng đọc được một cái câu chuyện liên quan tới gọi là nhánh cỏ và và và, và cây lúa Cây lúa thì khi mà nó nó gọi là nó 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 bắt đầu chín thì nó sẽ chịu bông và nó sẽ cúi đầu xuống. Nó cúi đầu xuống. Còn cây cỏ thì không bao giờ cúi đầu, nó luôn luôn vươn về phía trước. Đó cũng là một đặc tính rất tốt của cây cỏ để phát triển rộng khắp và có tính trường tồn về mặt thời gian. Nhưng điều mà Thắng muốn nói tới tức là cúi đầu xuống của cây lúa muốn nhắc nhở con người, muốn nhắc nhở Thắng rằng là hãy bỏ cái tôi đi và chúng ta sẽ làm một điều gì đó uh, có giá trị hơn tích cực hơn đối với mọi người trong cộng đồng để đó thì thắng mới đổi tên thành kinh tế và cuộc sống một muốn muốn rằng là cái tôi của thắng bỏ qua một bên giống như cây lúa chỉ đầu cúi đầu xuống để có một vụ mùa bội thu đó là đích đến của thắng rồi sau khi về với cái, 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 cái tư duy với cái cách suy nghĩ như thế thì thắng mới nghĩ rằng là tìm ra một cái giải pháp cho một người, hai người, năm người, mười người đi theo cách của thắng đã làm và giao dịch theo cách của thắng đã từng, từng 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 tham gia thị trường đi sâu vào trái tim của thị trường vào tâm của thị trường để có thể tìm kiếm những thông tin của một cái đội nào đó một cái nhóm nào đó đang lái cổ phiếu này đang lái bất động sản chỗ này lái bất động sản chỗ kia rồi một vài ba người trong số đó nhảy vào cuộc chơi tham gia chung với cuộc chơi khi nắm được thông tin nhiều hơn rồi sẽ kiếm được một cái mức lợi nhuận nào đó Trong những cái cuộc chơi mà chúng ta là lead Chúng ta là người quyết định cuộc chơi Và chúng ta là người có thể gọi là cầm trịch trong cái ván bài Thì chúng ta chắc chắn sẽ kiếm được thành công Nó là câu chuyện của một người Hai người, năm người, mười người Là những người có tiền Là những người nó gọi là nhóm lợi ích nào đó Thì luôn luôn có giải pháp Và thừa sức có giải pháp trong câu chuyện đó Bởi vì thắng trải qua rồi thắng làm, thắng đã từng tham gia và cũng đã có những lợi ích như những câu chuyện đó rồi. Và đương nhiên thì như trong những cái cuộc chơi như vậy nó cũng sẽ có những rủi ro rất lớn chứ không hề không phải không phải nhưng những người gọi là uh, thường xuyên tham gia vào cái đó họ sẽ có cách để phòng ngừa cái rủi ro. Nhưng thắng không muốn nói điều đó với cộng đồng không muốn chia sẻ những điều gọi là thâm cung bí sử của thị trường hay là những vấn đề gọi là lún sâu vào những cái tiêu cực của thị trường để bày cho anh chị và các bạn cách làm gian bày cho anh chị và các bạn chia sẻ với anh chị và các bạn cách làm dối để có thể lấy được tiền nhưng tiền và cái hạnh phúc của anh chị và các bạn lại là nỗi đau của người khác lại là cái niềm không vui của người khác lại là cái mất nhà mất cửa mất vợ mất con của người khác thì đó thực ra chỉ là bài toán tiền của túi thằng này Bỏ sang túi thằng khác Đó chỉ là bài toán gọi là khôn danh Hay là trong lịch sử uh, Gọi là những câu chuyện cổ tích của Việt Nam Trạng uh, quỳnh, trạng trình Hay là một số những câu chuyện thường theo kiểu Tức là tìm cái giải pháp nào đó Để danh ma trong cái xử lý vấn đề Thắng không muốn như vậy Và thắng nghĩ ra rằng là chúng ta phải có Một giải pháp nào đó khác Bài toán này thực ra đặt ra nó cực kỳ lớn Và nó có thể là bài toán khó Nhưng đây là một bài toán cần làm, cần giải để chúng ta có thể chia sẻ lợi ích đều hơn trong các lĩnh vực của cuộc sống. Chúng ta hoàn toàn có quyền được được hưởng lợi ích trên những đồng tiền mà chúng ta các bạn, tôi, thắng và tất cả những người ngoài kia bao nhiêu năm làm lụng vất vả có một khoản tiền nào đó để đem đi đầu tư, để đem cái thằng 2 tỷ đi, đi 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 đầu tư thì phải có một cái khoản hoa lợi ổn định bền vững và anh chị và các bạn cũng như thắng xứng đáng được điều đó. Vì thế, thắng tìm cách, thắng suy nghĩ trong nhiều năm chứ không phải một vài năm anh chị và bạn. Nhiều năm để tìm một cách nào đó trong cái câu chuyện là đưa ra cái giải pháp cho mọi người. Thực ra giải pháp nó chỉ trong vòng một vài gạch đầu dòng thôi, nhưng tại sao số lượng video thắng làm nó nhiều đến thế, nó lớn đến thế và nhiều vấn đề thắng muốn sẻ chia từng vấn đề như vậy. Lý do là bởi vì sao? Bởi vì một vài giải pháp một vài cái gạch đầu dòng đó nó không có tính thuyết phục anh chị và các bạn thắng phải dẫn dắt anh chị và các bạn đi qua những cái gọi là trông gai của, của của quá trình đầu tư để anh chị và các bạn hiểu và cảm nhận được cũng như là cái cách diễn đạt của thắng cái cách nói chuyện của thắng rồi diễn như một người diễn viên diễn như một 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 ca sĩ đường phố để anh chị và các bạn cảm thấy thú vị và lắng nghe mỗi ngày mỗi ngày một chút một chút các vấn đề để anh chị và các bạn có thể hiểu được là đầu tư nó là như vậy giống như anh chị và các bạn mặc dù chưa trải nghiệm qua lĩnh vực đó nhưng xem một cái bộ phim một cái bộ phim về đầu tư để biết được rằng đầu tư là một ngành nghề không hề dễ một chút nào rồi à, điểm thứ hai nữa là giải cái bài toán khó đó nó không phải đến từ câu chuyện ở đây á, là vài gạch đầu dòng đó thì nó không bao giờ có những câu chuyện là phải giỏi về phân tích kỹ thuật phải giỏi về phân tích cơ bản phải uh, hiểu biết về tổng quan vĩ mô hay là phải giỏi cái gì đó nó ghê gớm bản thân bản gốc của vấn đề nó chỉ là cái câu chuyện tức là chúng ta kiểm soát cảm xúc của mình trước lý do tại sao lại là câu chuyện này bởi vì các nhà đầu tư trên thị trường đầu tư bất động sản đầu tư chứng khoán và đầu tư nhiều lĩnh vực trong cuộc sống được dạy rằng chúng ta phải giỏi những cái vế bên 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 này nhưng những cái vế đó nó là công cụ để phục vụ và đem cái nguồn hoa lợi của những người nghèo Những người mà tích góp rất là lâu để có được một khoản tiền Sau đó làm theo đúng cái cách của cái vế thứ hai này Thì chắc chắn đi một vòng nó sẽ về túi của những người giàu vì một lý do gì đó thì Thánh sẽ giải thích sau với anh chị và các bạn Nhưng đi kiểu gì thì vòng quay của cái câu chuyện cuối cùng nó vẫn đi về túi của người giàu. Và người giàu ở đây thì gồm những ai? Nếu thị trường chứng khoán thì nó gồm những tay chủ doanh nghiệp, những tay trung gian mua giới và những quỹ đầu tư lớn gọi là đánh game trên thị trường. Những quỹ ví dụ như là Pinet, ví dụ như Elephant, ví dụ như là Dragon Capital hay là những quỹ đầu tư trên thế giới. Nó có rất nhiều quỹ đánh game. Được gọi là đánh game là bởi vì thị trường gọi là cận biên như chúng ta thì các quỹ nó đến nó vì cái việc là tỷ lệ tăng giảm rất cao và cái biên lợi nhuận lớn nó được coi là một quỹ đánh game quỹ đầu cơ đến những thị trường mới nổi để để gọi là hút máu của các thị trường mới nổi chúng ta hiểu như thế thì chúng ta biết được rằng là kết cục cuối cùng cách tiếp cận theo phương pháp cũ chúng ta sẽ mất tiền và đều mất tiền như thế thì thắng đã từng mất như thế và chúng ta phải nghĩ lại cái câu chuyện cách tiếp cận theo một cách mới khác với những gì sách dạy khác với những gì những trang sách, những trang sách dạy, những gì chúng ta được dạy, được ghi chép, được đọc, được nghiên cứu, đôi lúc nó là một phần cấu thành nên cái câu chuyện dạy sai về cách tiếp cận vấn đề. Vậy vấn đề đầu tiên là phải tiếp cận đúng với vấn đề. Nhiều video nói về cả kiểm soát cảm xúc nói về những vấn đề rất giản đơn của cuộc sống Nói về những việc mà nó gọi là bản chất của cuộc sống Liên quan tới lương thực, liên quan tới thực phẩm, liên quan tới không khí để hít thở Liên quan tới những nhu yếu phẩm thông thường của cuộc sống loài người Đó mới là điều gốc rễ của con người Và đó cũng mới là cách để chúng ta tiếp cận Hai tháng hay nói về câu chuyện Anh chị và các bạn một ngày làm công bao nhiêu tiền anh chị và các bạn tích góp bao nhiêu lâu của một cặp vợ chồng thì mới dư được 500 triệu. Đến khi nào anh chị và các bạn mới có thằng 2 tỷ? Với một người thông thường có một ngành nghề ổn định ở với hai vợ chồng có mức thu nhập khá ổn định từ 15 triệu trở lên thì bao lâu anh chị và các bạn có một cái thằng 2 tỷ để dành riêng nhà để đầu tư? Ngoài cái câu chuyện anh chị và các bạn có một nơi để ở thì anh chị và các bạn mới thấy nó khó khăn vô cùng, không phải ai cũng có. Rồi. Từ cái câu chuyện khó khăn như thế tại sao thắng làm câu chuyện đó? Tại vì là nó rất khó khăn để có được từ sức lao động của mình. Thì rõ ràng cách tiếp cận điều khiển cái thằng 2 tỷ nó phải bắt nguồn từ câu chuyện là hiểu được sự khó khăn, rồi chúng ta mới điều khiển nó theo một cách ổn định và bền vững. Đó chính là câu chuyện tiếp cận với lĩnh vực đầu tư như mọi ngành nghề khác, kiểm soát và hiểu được bản chất của giá trị tiền bạc mình kiếm ra. Rồi mình tiếp cận với nó theo cái phương châm chúng ta hãy chậm mà chắc trong mọi hoàn cảnh, trong mọi điều kiện. Từ đó chúng ta mới có một cái giải pháp đặt lên bàn cân, bút lên, viết ra nó gọi là chúng ta viết lên trên những cái thứ chúng ta muốn làm là cái plan, tức là cái kế hoạch của chúng ta tiếp cận với thị trường, chúng ta mong muốn như vậy và chúng ta sẽ làm sao để cho cái thằng 2 tỷ đó nó sống một cách bền vững, nó được hít được không khí trong lành nó được lao động trong một cái môi trường an toàn và hiệu quả. Chứ đừng, đừng tiếp cận với thị trường theo một cái cách tức là chúng ta bắt cái thằng 2 tỷ đó nó làm việc một cách cực nhọc trong một môi trường thiếu không khí, ô nhiễm cũng như là thậm chí bắt nó phải đi ăn trộm hay đi, đi ăn cắp hay là đi ăn cướp thì đương nhiên cái môi trường đó là môi trường không phù hợp với cái thằng tiền mà chúng ta tiết kiệm được, được gọi chung là cái thằng 2 tỷ, hoặc nếu anh chị ít tiền hơn thì là thằng 1 tỷ. Đó. Đó là đầu tiên chúng ta phải làm được điều đó đã. Chúng ta khó có thể kiểm soát được mọi thứ bên ngoài chúng ta. Chúng ta không thể kiểm soát được thế giới này biến đổi như thế nào. Chúng ta khó có thể kiểm soát được những thứ ngoài thân chúng ta, hãy kiểm soát những thứ trong thân chúng ta trước. Đó là gốc rễ của vấn đề mà ít sách viết và chia sẻ nói đúng về chuyện này. Cách tiếp cận với thị trường. Tại sao? tại sao họ lại không làm điều đó? tại vì họ muốn các anh chị và các bạn tiếp cận với những cái thứ đem lại hữu ích cho họ. tôi lấy ví dụ các mua giới trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán và bất động sản dạy anh chị và các bạn và nói với anh chị và các bạn rằng là đầu tư lại vào chỗ này sẽ được lợi cái gì Chỉ ít anh chị và các bạn nghe thấy là những thiệt hại gì anh chị và các bạn khi tiếp cận với lĩnh vực đó hay thường dạy anh chị và các bạn về phân tích kỹ thuật để anh chị và các bạn coi đâu là cảm giác giống như mình có thể bắt được đỉnh, mua được đáy, để anh chị và các bạn có cái cảm giác rằng là mình mình sẽ chiến thắng được thị trường và sẽ mua được đúng đáy, bán được đúng đỉnh và dịch chuyển thường xuyên những cái vấn đề dịch chuyển đó nó sẽ góp phần tạo nên thanh khoản cho thị trường và thanh khoản của thị trường chính là doanh thu của các cái hoạt động trung gian. Các hoạt động trung gian sẽ bào mòn tài khoản anh chị và các bạn nhưng tại sao người ta vẫn dạy điều đó và không nói ra những cái cái điều đó là bởi vì họ muốn dạy sai cho anh chị và các bạn, để anh chị và các bạn đem cái thằng 2 tỷ của anh chị và các bạn đi phục vụ, cố gắng đi làm nhưng lại đem cái hoa lợi của cái thằng 2 tỷ đó nộp cho thành phần trung gian. Rồi, anh chị và các bạn sẽ được dạy rằng là phân tích cơ bản về doanh nghiệp và vĩ mô của kinh tế thế giới, nhưng đó là những hàm đa biến, đó là những hàm đa biến và những hàm đa biến thì nó phải là có xác suất tức là chúng ta phải hiểu được rằng chúng ta đang tham gia thị trường giống như người đu dây trên thị trường có xác suất chứ không bao giờ mặc định trong bộ trí não của chúng ta là là chúng ta sẽ thắng được và hiểu được gốc gác của vấn đề đúng không chịu bạn từ đó chúng ta phải hiểu được rằng là người hưởng hoa lợi nhiều nhất trong một điều kiện kinh tế hiện nay tức là mới tiếp cận với 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 với, với với xã hội theo cách của Việt Nam tức là gọi là là là, là mối quan hệ kinh tế thị trường theo định hướng và hơn hết thì các doanh nghiệp ở Việt Nam thì rất ít có doanh nghiệp có cái tư duy phát triển gọi là dài hạn và bền vững lâu dài. Đó cũng là lý do trong những năm gần đây mà Ủy ban chứng khoán yêu cầu các doanh nghiệp lớn làm những cái báo cáo gọi là phát triển bền vững phát triển bền vững tức là phải có cái tầm nhìn chiến lược 15 20 năm và phải có những cái giải pháp để gọi là đảm bảo không chỉ lợi ích của của chủ đầu tư tức là cổ đông không phải là đảm bảo lợi ích của người lao động mà phải đảm bảo lợi ích và phải trung hòa lợi ích với môi trường và xã hội với cộng đồng với xã hội đó là những báo cáo phát triển bền vững Mục tiêu nó là như vậy Nhưng hiện nay thực tế mà nói chỉ làm cho có thôi Làm cho một cái báo cáo đẹp Chứ thực tế để đi được cái gốc rễ của vấn đề Là phát triển bền vững của một doanh nghiệp Thì không nhiều doanh nghiệp làm được điều đó Dẫn đến câu chuyện khi phân tích cơ bản Chúng ta sẽ lạc vào với một cái thế giới Nó có thể rất là rất là hoa mỹ Rất là rất là perfect Tức là hoàn hảo Nhưng có phần nào đó nó lại không phải là cái cách để giải quyết Cái phương pháp để tiếp cận cho cái thằng 2 tỷ bởi vì cái thằng hai tỷ nó sẽ lầm lạc trong cái câu chuyện đó nó sẽ lầm lạc trong câu chuyện đó là bởi vì nó không hiểu được rằng là hoa lợi của một doanh nghiệp không có một cái chiến lược dài hạn không có một cái chiến lược đủ dài mà cái thằng hai tỷ lại cứ vào đó để ngồi với câu chuyện dài thì nó sẽ dẫn đến câu chuyện đó là toàn bộ những cái hoa lợi của doanh nghiệp nó về tay những ông chủ những cái người chủ trực tiếp đưa ra những quyết định tôi là người đã đi họp rất nhiều các đội đại hội cổ đông từ những doanh nghiệp gọi là nghìn tỷ lớn khủng khiếp như tổng công ty khí Việt Nam Gác hay là công ty sữa Việt Nam Vinamilk hay là những cái tập đoàn nhà nước mà mới cổ phần hóa ví dụ như ngân hàng Vietcombank, ngân hàng BIDV và những doanh nghiệp hàng đầu to khủng khiếp phải có được cái gọi là 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 sự gọi là nó gọi là giống như là anh chị và các bạn trong cuộc sống là khá là thân thiết với anh chị Nhưng thực tế mà nói Để giải quyết những cái bài toán Bảo đảm được lợi ích của nhiều bên Là câu chuyện không hề dễ đối một với một cái doanh nghiệp Mà thực sự mà nói Là trong cái tư duy của những người quản trị điều hành Và những cái nhóm tổ chức lớn trong doanh nghiệp Không đủ được cái tầm để chia sẻ lợi ích đều Cho các bên liên quan thì rõ ràng cuối cùng một bên nào đó trong trong đó sẽ hướng lợi ích của tất cả còn những bên còn lại thì không được hưởng lợi ích rồi những đơn vị trung gian tư vấn rồi những đơn vị trung gian trong các cái hoạt động về các cái dịch vụ tài chính họ sẽ ăn và hưởng hết bất động sản cũng tương tự như vậy anh chị và bạn bất động sản hoa lợi nhiều nhất nó không phải đến từ nhà đầu tư thứ cấp mà nó phải là đến từ chủ đầu tư những người mà mua một cả một cánh đồng sau đấy chuyển hóa nó thành một dự án xây lên các căn nhà liền kề và bán đó là đơn vị gọi là đầu tiên sẽ hướng hoa lợi và cái phần hoa lợi đó họ hướng quá nhiều nó không được chia sẻ đều cho những nhà đầu tư thứ cấp thì nó sẽ dần đến câu chuyện anh chị và các bạn đưa cái thằng 2 tỷ vào đánh giá không hết được vấn đề nó vẫn là cái câu chuyện là anh chị và các bạn sẽ sẽ làm cho thằng 2 tỷ bị thiệt hại Vậy thì câu chuyện ở đây nó tại sao nó lại hơi phức tạp và lằng nhằng như vậy? Rồi hơn nữa là cái thứ ngoài thân của anh chị và các bạn tức là cái vĩ mô của thế giới ngoài kia, cái sự bất ổn của kinh tế toàn cầu và những cái hiện tượng bất thường của kinh tế nó có thể xảy ra ví dụ như những hiện tượng như thiên nga đen, giá dầu có thể về tới âm 40 đô hoặc là những vấn đề ví dụ như bầu cử ở Mỹ hay là những vấn đề chiến tranh ở một khu vực nào đó hay là ở Việt Nam từng xảy ra các hiện tượng như là bị cắt cáp ở giàn khoan ngoài biến trận năm 2013 14. Rồi chúng ta bị những cái đợt khủng hoảng kinh tế toàn cầu, những vấn đề chúng ta ngoài khả năng của chúng ta thì chúng ta giải quyết vấn đề đó như thế nào? Thì đầu tiên nó lại vẫn bắt nguồn cái câu chuyện cách chúng ta thích ứng với thị trường, cách chúng ta tiếp cận và cảm nhận thị trường. Với cái kênh đầu tư, kênh đầu tư là một kênh khó. Trước tiên phải hiểu là nó là khó và chúng ta sẽ đi chậm và đi chắc đi từng bước một Chứ đây không phải là nơi để chúng ta có thể tìm kiếm một cái lợi nhuận gọi là hoa mỹ theo kiểu là làm giàu không khó Làm giàu không khó Rồi, từ cái cách tiếp cận một cách chậm rãi như vậy anh chị và các bạn mới có một kế hoạch bền vững và anh chị và các bạn sẽ không bị cuốn theo những cái dòng xô của những con sóng. Cái dòng xô của những con sóng nó giống như một chất thích kích thích gây nghiện. Thực tế mà nói nó vẫn là cái chất kích thích gây nghiện giúp cho những nhà đầu tư non trẻ trên thị trường tài chính toàn cầu tham gia lĩnh vực đầu tư tài chính hay là đầu tư bất động sản hay đầu tư bất kỳ một kênh nào đó bị cuốn hút theo bị cuốn hút theo cái dòng tiền như vậy bị cuốn hút theo một cái câu chuyện như vậy bị cuốn hút theo một cái trò chơi như vậy bởi vì chúng ta nghĩ rằng chúng ta có khả năng chiến thắng được các cuộc chơi chiến thắng được những con sóng nhưng anh chị và các bạn nên nhớ rằng người có thể chiến thắng được những con sóng chỉ có là vận động viên lướt sóng và đôi khi trong hàng trăm vận động viên lướt sóng chỉ có vài ba vận động viên lướt sóng mới có thể chiến thắng được những cơn sóng thần. Những cơn sóng thần và những cơn sóng thần thì nó sẽ đến bất thình lình nhưng rất ít các vận động viên lướt sóng có thể chiến thắng được. Thì các nhà đầu tư hay được gọi là những người tắm biển thông thường không có cách nào có thể lướt trên những con sóng. Không có cách nào cả. Buộc chúng ta buộc chúng ta phải tìm kiếm một cái giải pháp đầu tư an toàn và chậm chắc. Người ta nói rằng là muốn nhanh thì phải từ từ, muốn khoai chín nhừ cần có thời gian, muốn cây lúa, muốn cây lúa chiếu bông nặng hạt đem tới hạt gạo chúng ta ăn, nó cần phải có một khoảng thời gian ít nhất là 3 tới 5 tháng. Một năm chúng ta chỉ có thể trồng được tối đa là 3 vụ lúa thôi Chúng ta không có cách nào để trồng một năm mà tới 10 vụ lúa Tỷ phú Gordon Buffett đã nói Chúng ta không thể muốn một đứa trẻ Muốn có một đứa trẻ trong vòng một tháng Bằng cách là bắt 9 người phụ nữ cùng mang thai trong vòng một tháng để có một đứa trẻ Chúng ta buộc phải có 9 tháng 10 ngày kinh doanh và đầu tư người người được coi là huyền thoại trong lĩnh vực đầu tư của thế giới tỷ phú Gordon Buffett là đã nói câu nói đó và không phải ai cũng hiểu rõ được câu nói đó trong những thứ mà anh chị và các bạn để lại những bình luận trên kênh kinh tế và cuộc sống trên Facebook chúng ta có một cái nhóm kinh tế và cuộc sống trên Facebook anh chị và các bạn tham gia để chúng ta có thể tham khảo nhiều các cái bài viết hay hơn, bổ ích hơn của thắng và mọi người trên cái cộng đồng cũng như để lại những cái bình luận hữu ích, hay và nó đem lại những cái hiệu quả nhất định cho anh chị và các bạn. Thì trong những cái bình luận đó thì chúng ta có một cái loạt bình luận liên quan đến 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 đến, à, đến đầu tư mà nhiều người để lại những cái câu Thực sự là là không phải không không thiếu những anh chị và các bạn hiểu rất đúng về đầu tư, hiểu rất rõ về đầu tư và đưa ra những cái cái câu nói về về cuộc sống thật sự là ý nghĩa nếu chúng ta để ý và đọc nó. Đây, những câu nói đó là gì? Tôi đọc rất là hay, tôi cảm nhận được anh chị và các bạn có nhiều người thực sự rất hiểu, rất hiểu câu chuyện này. Đây, 49 bình luận trong cái mà chúng tôi đã để lại cho anh chị và các bạn về cái việc là Chúng tôi có một cái bài viết nó nôm na là như thế này anh chị các bạn. Chúng ta ở đây ở đây để cùng nhau tìm hiểu tìm hiểu phương pháp làm giàu chậm và ổn định. Cùng nhau nói về những điều tốt đẹp của cuộc sống giữa không gian của một cánh đồng hơn 30 phút quay anh chị anh chị các bạn. Nhưng anh chị các bạn ngồi tới thời giờ này cảm ơn. Nói về những điều ý nghĩa Chứ chúng ta không học cái cách làm thế nào để châu bò, để làm châu bò, kéo nhà lầu và xe hơi. Không học cách làm đầy tớ cho tiền bạc và hơn hết không, tuyệt đối không bắt tiền của chúng ta. Tức là hàng 2 tỷ đi thằng làm thằng ăn cướp tiền của người khác vì sớm muộn nếu bạn cứ bắt tiền của bạn, những đồng tiền tích lũy của bạn đi làm thằng ăn cướp thì một ngày nào đó bạn sẽ chính là đồng phạm của thằng ăn cướp và thằng ăn cướp bị bắt hay là bị cướp mất hay là bị giết thì chúng ta chính là đồng phạm và chúng ta sẽ gánh hậu quả trên cái việc mất mát hết số tiền của mình thậm chí còn phải chịu thêm những tổn thất khác ngoài những mất mát mà thằng ăn cướp là thằng hai tỷ của chúng ta tôi chính là thắng tôi làm ra kênh chia sẻ với anh chị và các bạn mục đích thì đã nói ở đầu video rồi nhưng tôi sẽ cùng với các bạn sống một cái cuộc đời và tiếp cận với các vấn đề đúng theo bản chất của nó để chúng ta và anh chị làm giàu chậm không thể làm giàu nhanh được và tôi cũng chỉ có thể chia sẻ với anh chị và các bạn bản chất của các vấn đề nó đang diễn ra trong cuộc sống mỗi ngày và chúng ta nên sống chọn mỗi ngày và cảm thụ nó anh chị và các bạn đã đồng ý với câu chuyện đó và để lại rất nhiều những bình luận khá là hay, khá là thú vị. Có anh chị và các bạn bình luận như thế này. Có anh chị và các bạn bình luận như thế này. Muốn nhanh thì phải từ từ Hà Nội thì không vội được đâu Rồi có anh chị và các bạn bình luận như thế này Cái gì của mình là của mình Cái gì không thuộc mình Dù có cố gắng giành giật Dùng mọi thủ đoạn để tranh giành Thì liệu đến khi chết để lại cho con Chắc gì chúng đã giữ được Những thứ mà anh chị và các bạn cố giành giật Thậm chí chúng là những đứa trẻ bất trung bất hiếu, thích hưởng thụ, đòi hỏi mà không thích bỏ sức lao động, muốn ngồi mát ăn bát vàng, ăn chơi trụy lạc thì thứ hỏi lúc đó chúng ta trách ai. Đây là bình luận của chị Vũ Thị Thanh Vân. Tôi thấy nhiều phụ huynh ngày nay con hắc cái hư hỏng hay đổ thừa cho thầy cô và cho xã hội mà quên mất rằng chính chúng ta là tấm gương mà chúng ta cần phải noi theo để nó noi theo mỗi ngày quên mất rằng giá trị căn bản của sức lao động sinh tồn, sống sót, sống có ý nghĩa mỗi ngày. Ông bà ta có câu có đức thì mặc sức mà ăn hay làm. Hay làm thì giàu, có trí thì nên, hoặc anh làm quan cũng quý, tôi đi cày cũng sang. Anh lao tâm, tôi lao lực so cho cùng bằng hàng, ấy mới ấy với nước với nhà, ai kém ai. Hạnh phúc cho ai biết là đủ là đủ. Người có tiền muôn bạc vạn mà không thấy đủ thì đến chết cũng không thấy sướng. Vì lòng tham là vô đáy. Có tiền chưa chắc đã là sướng, nhưng không có tiền chắc chắn sẽ là khổ. Hãy xem tiền là thằng đầy tớ của mình. Đừng xem tiền hay đừng biến tiền nó thành ông chủ của mình. Có rất nhiều những bình luận trên cái nhóm của chúng ta để lại cho chúng ta những cái suy ngẫm rất là đúng và chúng tôi những người làm chương trình luôn luôn cực kỳ và rất là bình dị mặc dù chúng tôi ngồi giữa cánh đồng nói chuyện với anh chị và các bạn trao đổi với anh chị và các bạn có thể dài dòng lê thê nhưng nó là những câu chuyện rất đời có thể con anh chị và các bạn chưa biết những đồng lúa như thế này ở một nơi nào đó chưa biết được rằng lúa gạo của con anh chị và các bạn ăn từ đâu mà ra Có thể anh chị và các bạn còn chưa biết Con anh chị và các bạn còn chưa biết là Ăn một miếng thịt bò đông lạnh trong siêu thị Nó được nuôi nấng vất vả như thế nào Trong với người nông dân Hay là để có một, một, một miếng ruộng như thế này Để có một cái gọi là một kg thóc một kg gạo Nó vất vả như thế nào Chưa hiểu được người nông dân phải làm lũ như thế nào hay người công nhân phải vất vả ra làm sao thì chắc chắn anh chị và các bạn sẽ chẳng bao giờ có thể quản được thằng 2 tỷ của mình. Dù có thể thằng 2 tỷ đó là do mồ hôi hay do một lý do gì đó anh chị các bạn có thì chúng ta vẫn sẽ còn rất lâu để có thể kiếm tiền bền vững được trên thị trường nhờ vào cái sức của thằng 2 tỷ. Hy vọng là những thứ chúng tôi trao đổi nó có thể không logic lắm hy vọng là những thứ chúng tôi nói trải nghiệm của chúng tôi những mong muốn của chúng tôi và cũng rất mong được cái sự góp ý của anh chị và các bạn hiến kế của anh chị và các bạn cho cái việc làm thế nào để mọi người trong xã hội của chúng ta đều có thể hướng được cái lợi ích từ cái mồ hôi sức lao động của mình bằng việc có và điều khiển một thằng hai tỷ tốt bền vững và hoa lợi một cách đều đặn rất cảm ơn quý anh chị và các bạn đã lắng nghe thắng tới phút thứ 35 của video này. Và nếu được thì có thể góp chung với thắng trong cái câu chuyện lan tỏa cái 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 kiến thức cũng như là lan tỏa những cái sự hữu ích của tri thức làm giàu tới mọi người bằng việc ủng hộ và tiếp thêm máu cũng như là cà phê sức, sức máu lửa cho thắng à, bằng việc là mời thắng cà phê chuyển khoản vào số tài khoản 310120000 bốn số không anh bạn 46489 không 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 lê văn thắng ngân hàng bidv chi nhánh thành phố hồ chí minh một ly cà phê 2 ly cà phê để thể hiện và cũng cùng với thắng đồng hành lan tỏa kiến thức cảm ơn anh chị và các bạn rất là nhiều cảm ơn anh chị và các bạn trong suốt thời gian vừa qua đã 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 mời thắng cà phê và thay mặt cộng đồng cũng xin cảm ơn những anh chị và các bạn đã tiếp sức cho thắng đã tiếp máu cho thắng để lan tỏa kiến thức miễn phí tới mọi người để lan tỏa kiến thức rộng khắp tới mọi người nhờ vào cái động lực từ những đồng tiền cà phê của mọi người. Thân chào và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn. Chờ, xin gặp anh chị và các bạn trong những video tiếp theo nói kỹ hơn cụ thể hơn về những thâm cung bí sử của các lĩnh vực đầu tư. Thân chào và hẹn gặp lại.